nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư song phương giữa việt nam và canada tại hà nội bộ công thương việt nam và bộ ngoại giao thương mại và phát triển canada đã ký kết bản ghi nhớ về việc thành lập ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa việt nam và canada theo hình thức trực tuyến phát biểu tại lễ ký kết, bộ trưởng bộ công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong bối cảnh tình đại dịch Covid-19 có những tác động mạnh tới nền kinh tế thương mại toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam và Canada nói riêng, việc ký kết bản ghi nhớ thành lập ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam Canada là một minh chứng cho thấy cam kết và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư. Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong suốt gần 50 năm qua, Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, xúc tiến xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và phát triển kinh tế Canada khẳng định cam kết của Canada trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ song phương như Ủy ban hỗn hợp hay các cơ chế đa phương như ASEAN, WTO cũng như trong khuôn khổ hiệp định CPTPP. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp, hai nước cần ưu tiên thảo luận các biện pháp thúc đẩy kinh tế thương mại, đầu tư song phương thông qua việc tận dụng những ưu đãi của hiệp định CPTPP, thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. thư ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt Bộ Công Thương ký kết và chỉ đạo việc triển khai bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp